Sáng ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 trên CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khi có chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hai đoàn cấp thành phố. Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập 6 tổ công tác và kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý 7.000 trường hợp vi phạm. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 60.488 chung cư, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong đó có đến 55.444 nhà trọ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hiện trạng những nhà này ở vị trí sâu, khó tiếp cận, không đạt chuẩn xây dựng an toàn phòng cháy chữa cháy. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.200 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và đang chỉ đạo các xã phường thành lập thêm khoảng 80.000 tổ và tập huấn các kỹ năng để đảm bảo thực hành phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị các cơ quan trung ương khẩn trương rà soát, thực hiện các khung pháp lý liên quan phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đồng thời đề nghị Bộ Công an, các bộ ngành liên quan cần thống nhất hướng dẫn biện pháp xử lý đối với những nhà hiện hữu theo hướng xem xét hiện trạng, giải pháp cho phù hợp. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cho Đại học Phòng cháy chữa cháy cập nhật chương trình đào tạo tập huấn phòng cháy chữa cháy, rút kinh nghiệm các vụ cháy vừa qua. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, hiện nay thành phố Thủ Đức có 182 chung cư cao tầng, các tòa cao nhất lên đến 40 tầng, có các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy với khoảng 200.000 công nhân đang làm việc và phần lớn công nhân ở nhà trọ. Thời gian tới, thành phố Thủ Đức tăng cường kiểm tra nhà ở kết hợp với văn phòng làm việc, bởi những nơi này cũng tiềm ẩn nguy cơ cao do cùng một khu vực nhưng bố trí tập trung nhiều người cùng một thời điểm và đa phần thiếu lối thoát hiểm thứ hai. Bên cạnh đó, thành phố Thủ Đức cũng kiểm tra tất cả các công trình có tổng diện tích sàn trên 500 m2.